Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong buổi sáng ngày hôm nay, em gửi tới mọi người một video ngắn giới thiệu về top 3 mẫu xe ô tô có mức giá dưới 400 triệu đồng, phù hợp với anh em đang có nhu cầu tìm hiểu về những dòng xe để chạy dịch vụ. Nói đến xe chạy dịch vụ thì giá thành luôn được ưu tiên trên hàng đầu. Tuy vậy, trong video hôm nay, em không có nói đến những dòng xe đã qua sử dụng. Em gửi tới mọi người video những dòng xe mới đập hộp. Đầu tiên có thể nói đến Hyundai i10 sedan. Tính cho đến thời điểm hiện tại, i10 là dòng xe rẻ nhất trên thị trường có kiểu thiết kế sedan tại thị trường nước ta. Mẫu xe hiện có hai bản số sàn MT tiêu chuẩn 350 triệu và MT bản đủ 390 triệu. Tại các đại lý, mức giá ưu đãi hơn nữa giảm từ 10 đến 20 triệu đồng tùy từng gói khuyến mại của các đại lý. Với phiên bản 350 triệu đồng, xe sẽ không có túi khí, không có phanh ABS. Những thứ tối thiểu về độ an toàn của xe, kiểu cắt giảm này khá giống với phong cách tại thị trường Ấn Độ. Nếu bỏ thêm 40 triệu đồng, khách hàng sẽ có thêm một túi khí, phanh ABS, cảm biến lùi, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, start-stop, gương gập chỉnh điện. Sản phẩm thứ hai em muốn giới thiệu tới mọi người đó chính là sản phẩm của hãng Kia, Kia Soluto. Vào tháng 9 năm 2019, Trường Hải chính thức ra mắt giới thiệu mẫu xe Kia Soluto. Xe có hai phiên bản, số sàn MT tiêu chuẩn giá 399 triệu đồng và MT Deluxe giá 425 triệu đồng. Với bản MT phù hợp với mục đích sử dụng cho dòng xe chạy dịch vụ, mức giá này cũng tạo áp lực cho i10 sedan. Vì Soluto phân khúc cao hơn, rộng hơn, trang bị của Soluto hệ thống an toàn, xe có hai túi khí, hỗ trợ phanh ABS. Điểm trừ của xe là chưa có hỗ trợ lắp đặt cảm biến lùi. Hiện tại hãng đang khuyến mại cho người tiêu dùng khi mua xe bao gồm chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm start-stop, gương gập chỉnh điện, cốp mở điện. Tổng giá trị trong gói khuyến mại lên tới 14 triệu đồng. Nếu đặt lên bàn cân thì Kia Soluto sẽ được điểm trong mắt người tiêu dùng hơn i10 sedan. Bởi lẽ cùng một dòng xe Hàn giá tương đương nhưng Soluto cỡ B rộng hơn, i10 sedan cỡ A chật hơn, chưa kể đến option của Soluto hấp dẫn hơn. Và cuối cùng là sản phẩm thứ 3, một dòng xe trực thuộc của hãng xe Nhật Bản, đó chính là Mitsubishi Archange. Ở phiên bản lần này, Mitsubishi BC Archange 2020 đã lột xác hoàn toàn. Mẫu xe cỡ B được ốp lên thiết kế dynamic, táo bạo, tạo ra sự trẻ trung, phong cách hợp thời, cùng với đó lượng trang bị đủ dùng. Archange có giá rẻ hơn Soluto, MT giá 399 triệu đồng. So với đối thủ, xe cũng có khoảng không gian rộng rãi tương đương và hơn hẳn i10 sedan bởi làm trên một phân khúc. Ở một số tiêu chí khác của xe, Mitsubishi nắm lợi thế, gầm xe Archange cao hơn 170mm, trong khi đó Soluto cao 150mm. Bán kính vòng quay 4,8m nhỏ hơn 5,2m của Soluto. Theo số liệu của cục đăng kiểm, Archange tiết kiệm nhất trong phân khúc với lượng tiêu thụ nhiên liệu 5,09 lít trên 100km đường hỗn hợp, trong khi đó Soluto là 6,1 lít trên 100km. Xe còn có những chi tiết nổi trội phù hợp với nhu cầu dịch vụ, nhất là chở khách đường dài, bệ tì tay cho tài xế, tì tay cho hàng ghế sau, tự đầu cả 3 vị trí. Bên cạnh đó, Archange ưu thế của dòng xe Nhật lành tính, chi phí bảo dưỡng thấp, độ bền cao. Em hy vọng rằng những chia sẻ thông tin nhỏ vừa rồi ở trên sẽ giúp ích một phần nào đó cho anh em đang có nhu cầu tìm hiểu về dòng xe chạy dịch vụ. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.